Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2010. Hôm nay trước khi chúng ta đi vô bài học thứ 3, chúng ta có một vài câu hỏi ôn tập cho bài thứ 2. Mấy bài trước chúng ta không có những cái câu hỏi đặt ra gợi ý để cho các vị ôn tập. Tôi cứ nghĩ là chúng ta học chơi chơi thôi. Quá là mấy thầy nói là học thiệt chứ không phải học chơi chơi đâu. Sẽ có một buổi thi cử gì đó, thành ra mình cũng rất là ngần ngại. Mình sẽ ghi những câu hỏi để cho các vị có một cái khái niệm về các bài viết trong tương lai chúng ta sẽ viết. Và trong những câu hỏi này, và nếu chúng ta học hết bài học thứ 3, thì cũng sẽ có những câu hỏi gợi ý để cho các vị có thể suy nghĩ về những cái đề tài này trong tương lai chúng ta có một buổi thi cho vui. Bắt mấy ông cụ ngồi viết thì cũng vui ạ. Tôi có một cuốn tôi soạn ra tuyển là những bài viết sau những bài học thế này. Việt Nam nó gửi qua là không biết tôi bỏ đâu mất, bữa nay kiếm hoài kiếm không được. Tới chi còn thì copy cho các vị để tham khảo. Chúng ta sẽ có 7 câu hỏi. Câu đầu đó là thế này: các điềm lành báo hiệu được gì khi một con người có mặt? Câu thứ nhất. Mình giải thích câu này một chút để cho quý thầy có một cái ý niệm trong tương lai chúng ta viết bài. Câu này nó mang cái ý nghĩa hơi rộng hơn. Tại vì nếu hỏi là các điềm lành nó báo hiệu được gì khi Đức Thế Tôn có mặt hay là khi Thái tử Sĩ Đạt Ta có mặt, tức là cái phạm vi câu hỏi nó hẹp lại. Thế nhưng mà một con người có mặt có nghĩa là phạm vi câu hỏi này nó rộng hơn để cho quý thầy lý giải. Con người đó có thể là một phàm nhân, có thể là một vĩ nhân, có thể là một ác nhân, có thể là một hiền nhân, hoặc là một Đấng Thế Tôn. Nó có ý như vậy. Câu hỏi thứ hai là niên đại đản sanh và nơi chốn nào chính xác? Tất nhiên là mình không muốn câu hỏi nó quá dài, quý vị biết mệt, nhưng mà nó có cái hàm nghĩa là cái nơi nào và vào năm nào được gọi là nơi chốn Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra. Tất nhiên cái từ chính xác này các vị lưu ý là nó có một cái mức độ tương đối, chứ không hề có cái gì gọi là chính xác một cách vĩnh hằng. Mình giải thích vài điều về cái điều này để mở rộng thêm cái tầm nhìn của quý thầy. Mọi giá trị trên trần gian này nó luôn di chuyển, chứ nó chưa hề có một giá trị nào định chuẩn ngàn đời cả. Thế thì cái giá trị lịch sử nó cũng là một loại di chuyển, chứ nó không hề là chuẩn mực muôn thuở. Có khi 10 năm sau, 20 năm sau người ta lại xê dịch cái niên đại Đức Thế Tôn xa hơn hoặc gần hơn. Do vậy, cái từ này cũng là một cái cách mình trắc nghiệm nhau. Thế nhưng mà mình giải mã để cho các thầy lưu ý là nhân gian này dường như không có gì nó có một cái độ chính xác, nhất là lĩnh vực lịch sử. Có một vị viết về lịch sử, họ đứng trên gác căn lầu, họ nhìn xuống cái sự việc xảy ra của nhà hàng xóm bên vệ đường. Tất nhiên đứng cái tầm cao, cái nhìn của họ rất là rõ ràng. Thế nhưng mà tới chuyện họ hỏi lại cái người quét sân thì người đó nói khác. Hỏi cái bà già bưng đồ đi giặt hàng xóm bà về thì bà nói khác. Và sách báo người ta lại nói khác về cũng một sự việc vậy. Do vậy cái từ ở đây thưa các vị chính xác, nó là cái sự chính xác tương đối mà thôi.
mọi giá trị trên cuộc đời này nó luôn di chuyển, cho nên chưa bao giờ dừng lại. Đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba là hãy nói ý nghĩa của hiện tượng đản sinh. Chúng ta nhớ là Đức Thế Tôn đản sinh có rất là nhiều thuyết nói về sự có mặt của Ngài. Ví dụ như có thuyết nói Ngài sinh ra từ không phải, rồi có những cái thuyết như trong nhà thiền thì nói Ngài là một con người bình thường. Có thuyết nói rằng Ngài vừa sinh ra là đi bốn bước chu hành tứ hướng đọc sinh tôn đó. Có một bài thơ chúng ta đã từng học: đi đông mấy bước, tây mấy bước, nam mấy bước, bắc mấy bước, rồi tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói thiên thượng thiên hạ, duyên ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ. Đó là một trường hợp mà kinh văn thường hay triển khai. Thế thì cái hiện tượng đản sinh này, như trước khi đản sinh chúng ta cũng có những cái hiện tượng lúc hoàng hậu Maya chiêm bao, rồi khi Ngài đản sinh thực sự có mặt giữa trần đời thì có nhiều thuyết nói về sự có mặt của Đức Thế Tôn. Câu hỏi này nó đi sâu vào những cái tầng nội dung giáo lý. Đó là cái ý mình gọi ra để cho các vị ghi nhận điều này. Ý thứ tư: tuổi ấu thơ, cá tính và năng lực trí tuệ của Tất Đạt Đa có gì đặc biệt? Câu hỏi này rất là dễ, do vì mình đọc vào lịch sử thì thấy tuổi ấu thơ ông có những cái nét rất là lạ thường. Đây là một con người có cái cá tính cũng khác thường so với những em bé mà chúng ta bắt gặp trên nhân gian này, và năng lực trí tuệ cũng rất là phi thường. Tóm lại điều thế này: con người này có mặt giữa trần đời đã biểu lộ cái chất người rất là khá đặc biệt, hay nói theo cái ngôn ngữ hiện tại đó là có một cái cá tính rất là khác biệt đối với cái nhìn của chúng ta. Đây là câu hỏi thứ tư. Và câu hỏi thứ năm là: điều gì có mặt nơi tâm thức của tuổi thành niên và cuộc sống hôn nhân nơi thái tử? Đời sống bình thường thì người ta hưởng cái lạc thú của nhân gian, nhất là những ông hoàng bà chúa, và nhất là ở cái tuổi qua niên. Thế nhưng mà nơi con người này thì vào cái tuổi sung sức nhất, có cái điều kiện hưởng thụ vật chất nhất, và có một cô vợ khá đẹp, thế mà đời sống ông luôn chìm trong nỗi trầm tư. Những cái tiếng gọi từ bên trong tâm thức nó thôi thúc để cất bước xuất gia. Này là cái nét đặc biệt nơi cuộc đời của Tất Đạt Đa. Câu gợi ý thứ sáu: thử phân tích hai sự khác biệt. Phân tích hai sự khác biệt giữa sự có mặt của vị giáo chủ đạo Phật và các vị giáo chủ của tôn giáo khác. Câu này gợi ý cho ta cái gì? Thưa các vị, là xung quanh cuộc đời của những vị giáo chủ gây dựng các tôn giáo thường thường rất là nhiều hào quang, đó là một. Thứ hai, có khi nó cũng rất là ngụy tạo. Và trong truyền thống Ấn Độ, các vị Ramakrishna, tức là những vị khai sáng ra Bà La Môn giáo, 24 vị truyền đời, đều mang đặc tính rất ư là thần thoại. Thậm chí các tôn giáo bên cạnh đạo Phật có mặt trên hành tinh này cũng thế. Cho nên càng về lâu, người ta càng khám phá ra rất là nhiều cái nét ngụy tạo ở trong tự thân của cuộc đời vị giáo chủ. Thế nhưng mà nhìn vào cuộc đời Đức Phật thì có nhiều điều rất là khác biệt. Thứ nhất, rất là chân thực. Và kinh văn Đức Thế Tôn thuyết nên, kinh luật luận của đạo Phật có mặt, nó cũng trải ra từ nguồn tự giác rất là chân thực. Đó là những nét khác biệt, và tùy theo cái khả năng đọc và nghiên cứu của quý thầy và đại chúng ở nơi đây, có thể có một cái nhận xét về những cái điều này nó rất là sắc bén. Tuy nhiên mình lưu ý là những cái điều mình viết, những cái điều mình suy nghĩ nó nội bộ, chứ bằng không thì mình đụng chạm đến rất là nhiều những tôn giáo khác. Đó là một gợi ý thôi. Và câu hỏi thứ bảy: cuộc đời của vị giáo chủ, câu thứ bảy,
mình khung cái này lại thôi. Tức là từ sơ sinh thôi đến xuất gia, tức là từ lúc sơ sinh đến lúc trưởng thành cho đến lúc khởi ý niệm xuất gia chứ chưa phải đi xuất gia. Tức là đây mình có thể đóng khung hoặc hai cái gạch hai đầu cũng được. Cuộc đời vị giáo chủ cho ta bài học gì, cho chúng ta bài học gì? 7 câu thôi, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ. Mấy cụ viết cái vèo là xong như vậy, có thể viết luôn 2 câu cũng được. Và mình xin lưu ý là cái ngày thi cử với chúng ta thì chúng ta chỉ cần 1 câu thôi. Nếu viết 5 câu á, nếu mà trong đề thi có 5 câu thì rất là dễ làm ăn. Tại vì 1 câu như thế thì các vị chỉ trả lời ngắn gọn thôi. Còn nếu đề thi 1 câu á, thế thì phải viết thành một bài à. Xin lưu ý. Cái này thiệt chứ không hù dọa nhau làm chi. Viết một bài cho đàng hoàng, có phần mở, có phần giải minh, tức là phần thân bài, và có một cái kết luận hẳn hoi. Cho nên xin các cụ nghiên cứu kỹ 7 câu này. Tối nào cũng dành nửa giờ đồng hồ tọa thiền trầm tư và quán chiếu để có thể viết làm sao cho nó hay. Ồ, tối đa. Nhưng mà trang cỡ nào thì được, trang A4 đi ha. Trang A4 tối đa 4 trang thôi. Được chứ ha. Và quý vị đừng viết nhiều hơn, viết nhiều hơn đọc chết luôn á. Cho nên 4 trang thôi, đủ ngắn gọn xúc tích. Và trong tương lai những bài hay chúng ta thì chúng ta có thể làm một đặt sang mỗi một khóa những bài viết. Đó là thành quả của lớp học. Quý vị ghi chép xong rồi ha. Đó là gợi ý những câu hỏi để chúng ta làm ăn trong tương lai. Chúng ta đi vô bài thứ 3 hôm nay cũng với cái chủ đề là Thái tử Tất Đạt Đa. Mình có 3 phần đàng hoàng. Thưa quý thầy là mình luôn cố gắng làm cái điều này để gợi ý cho các thầy trong tương lai đứng lớp chọn một cái dàn bài nó rất là dễ dàng. Bằng không thì chúng ta lại mất công học về cái bộ phận diễn giảng nữa. Hôm rồi tôi đi trên San Jose có nhiều cái điều rất là vui kể lại một chút trước khi mình đi vô đây. Kỳ thực là nói đến nước này mơ ước có một số các thầy cô phát tâm làm cái công việc hoằng pháp. Và chắc cũng từ vài chục năm nay niềm mơ ước đó nó cứ trôi xuôi. Thế rồi trong mùa ăn cư vừa rồi các thầy họp nhau lại và bàn đến cái chuyện là hãy tổ chức một cái khóa để cho các thầy cô trẻ đóng góp năng lực của mình trong công việc hoằng pháp. Và tự nhiên sao duyên đến nó hình thành. Và trên San Jose mở một lớp có khoảng chừng gần 50 người, những người trẻ có và những người lớn lớn tuổi cũng có. Và cái điều đầu tiên là họ chia thành từng nhóm, một nhóm 7 người, trong đó có chừng 3 thầy, 5-3 sư cô gì đó, số lượng mấy cô hơi đông. Chưa cần làm gì mà thấy họ ngồi, họ nghiên cứu với nhau để giảng một cái chủ đề, mình thấy đã có một cái niềm vui rồi. Tại vì trong cái lúc trẻ, họ chưa có thể làm việc được với nhau như nước hòa với sữa trong cái tình huynh đệ. Thế thì lớn lên một tí có danh có phận rồi thì đừng hòng họ có thể làm việc được với nhau. Mỗi ông là một góc trời riêng. Và Phật giáo mình nó vỡ ra như từng mảnh vụn. Đó là do cái nền tảng xây dựng ban đầu mình không thể cộng thông được với nhau. Đó là điều thứ nhất, thấy rất là vui. Điều thứ hai, mình thấy các thầy, các cô, nhất là những vị lớn tuổi tập tành, họ phải cầm cái gì đó làm giả vờ làm cái micro để đứng trước mặt thính chúng mà nói, nó thấy cũng rất là vui, hết sức là cố gắng. Và cái điều thứ ba đó là cái buổi đầu tiên mình là người truyền đạt cái kinh nghiệm về giảng dạy, trong đó có những câu rất là hay mà mình dẫn ra đây để cống hiến cho quý thầy và đại chúng. Mình nói một câu thế này: hành tinh này chưa có một ai soạn dàn bài dùm cho ai giảng cả. Phải vậy không? Anh muốn giảng được một bài giảng, chính anh phải soạn một cái dàn bài. Anh không thể copy bất cứ của ai cả. Và mình cũng trình bày sơ vài nét khái quát về cái buổi học đó để cống hiến ở đây cho quý thầy. Mình phân loại là cái
chuẩn mực cần thiết nhất để cho một vị giáo thọ, một vị giảng sư phải làm cho được, phải hội tụ cho đủ những yếu tố đó. Điều thứ nhất là năng lực nội điển phải có. Điều thứ hai, cái khả năng truyền đạt nó không phải là cái ngôn ngữ quê mùa cục mịch mà được, cũng không phải loại ngôn ngữ nó nặng cái tính chất từ ngữ Phật học hoặc là hàn lâm học viện mà được. Nó là một loại ngôn ngữ rất là trung dung, nó không cao quá, không thấp quá. Tại vì không biết điều này mình đã chia sẻ với quý thầy chưa, tại vì nếu anh nói ngôn ngữ quá bình dân thì lời anh dạy nó không có đi vào tâm thức người ta được, họ nghe họ dị ứng liền. Cái ông nhà quê quá mà ông nói cái chữ cục mịch và nói tật lên tật xuống, thế thì thưa các vị không thể làm giáo họ được. Phát âm chuẩn, yêu cầu nó là như vậy. Phải tập thế nào phát âm cho chuẩn là một, âm thanh phải rõ ràng từng tiếng là hai, tức là cái tốc độ âm thanh nó đủ chậm. Chứ anh nói liêu 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 chữ này dính chữ kia thì thất bại. Âm lượng của anh, tức là khả năng truyền đạt của anh nó lớn quá thì nó hành hạ người ta, nó tra tấn người ta, người ta nghe thôi nhức đầu vô cùng, bị tai biến như trời. Cho nên nó vừa phải. Đó là mình nói chuyện về nội dung giáo lý nè, văn chương truyền đạt trong nội dung giáo lý nè, âm thanh nè. Phần thứ ba nữa là điều bộ nữa. Kỳ thực là mình giảng trong già lam tự viện, mình có quyền ngồi xếp trang chiếc già bất động. Thế nhưng mà không phải không có điều bộ ạ. Tại sao? Thưa, cái lúc đó toàn thân anh thu nhiếp lại, anh an trú trong định, cho nên mắt của anh đó thể hiện cái năng lực truyền đạt, chứ không phải là không điều bộ. Mắt của anh, miệng của anh, cái quan sát của anh. Thế nhưng mà điều bộ nó biểu hiện ra bên ngoài, đó là tay của anh, bước chân của anh. Nếu anh đứng trong cái môi trường truyền đạt, đó là môi trường của công cộng, đi vào thính chúng bình thường, thế thì cái điều hẳn nhiên là anh là người đứng trên bục giảng thì anh phải có điệu bộ, một loại ngôn ngữ thân rất là cần thiết. Người Á Châu chúng ta thì thông thường mình nói mình ít có điệu bộ, nhưng mà nếu người nào đã thể nhập vào cái bài nói của mình, tức là có khả năng soạn được một dàn bài nghiêm túc, người đó có khả năng trình bày được tư tưởng của mình, thì tự nhiên họ có một cái điệu bộ rất là tự nhiên. Còn bằng không thì chúng ta bắt chước người khác thì mình quơ tay quơ chân nó rất là trật. Thứ hai, điệu bộ nó cho phép mình có chút điệu bộ nhưng mà không quá trào cử, không quá sao động. Một ông thầy tu mà múa mai quay cuồng ở trên bục giảng thế thì nó sai. Và một ông thầy tu mà làm MC kích động người ta hát hò vân vân vỗ tay cũng không có hợp lý nữa. Cái tư cách ông thầy nó rất khác với một MC bên ngoài. Rồi cái cuối cùng đó là nội dung truyền đạt, nó là cái sự hội tụ của toàn bộ, nó đòi hỏi cái năng lực tu của tự thân ta. Tự thân anh có thấm nhuần giáo lý là một nè, có định là hai nè, có được tuệ giác là ba nè, có năng lượng chánh niệm trong khi anh đứng, anh đi, anh nói năng, anh truyền đạt, thì mới biểu đạt được nội dung truyền đạt đến tâm thức người ta. Và tóm lại những cái điều mình chia sẻ ở trên đó, mình gom lại vài ý để cống hiến cho các thầy ở đây. Nhưng mà ý chính mình muốn thưa nó là thế này: chúng ta sẽ không có thời giờ để học vào cái cách làm thế nào để soạn một cái dàn bài để tương lai chúng ta giảng dạy Phật Pháp cho người. Cho nên mình cố tình mỗi lần học bình thường viết một cái dàn bài để cống hiến cho các vị. Đây là cái cách trực tiếp nhất để chúng ta học. Và mình học không phải để làm học trò hoài đâu, mai mốt làm thầy thiên hạ mà, mai mốt lên đứng bục giảng dạy là thầy Phước Tịnh chứ có phải là cái chuyện ngồi đó hoài đâu. Đó là cái ý mình muốn chia sẻ để các vị lưu ý là cái dàn bài rất là quan trọng. Và cái dàn bài hay nhất để diễn đạt được là anh phải soạn cái dàn bài xong rồi tốt nhất là anh xé bỏ đi, rồi anh làm lại, anh viết lại y như dàn bài anh viết, thì cái đó nó đã nhập tâm thức anh rồi. Cho nên anh thuộc lòng những cái đề cương quan trọng mình muốn trình bày. Và như vậy thì mình không có lệ thuộc vào văn bản,
mình có thể đứng mình diễn đạt được 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ được. Còn bằng mình cứ cắm mắt vô trong cái dàn bài, thế thì mình lệ thuộc vào văn bản, có khi mình quên. Và mình biết một số thầy trẻ họ rất thích trình bày, là bấm cái máy gì rồi nó phóng chữ lên trên cái màn ảnh. Cái điều này thưa các vị là lè nhau một chút xíu, mấy bà cụ thấy mệt cho vui thôi, chứ còn thực tế nó rất là kém cái hiệu quả truyền đạt. Theo cái nhìn của mình là như thế. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Anh lên đứng trên bục giảng, toàn thân anh là cái sự truyền đạt, mà anh làm thêm một cái máy, đưa hình ảnh vào một bên, chữ vào một bên, để người ta phân tâm, người ta nhìn cái kia, làm sao người ta có thể lắng lòng, mở tâm, đón nhận cái điều anh truyền đạt. Nó thất bại ngay từ căn bản. Thất bại thứ hai, anh cứ cắm mắt vào trong cái computer, anh cứ kiếm cái này, kiếm cái kia, thế thì rõ ràng thất bại thứ hai đó. Theo mình thấy thế. Đừng tưởng là những cái phương tiện khoa học nó giúp cho chúng ta hay đâu, thưa, có khi nó không phải. Nó phản tác dụng á. Nói quanh quanh về vô chỗ này chứ thôi bỏ quên nó làm sao. Về dẫn nhập, có hai điều trong cái dẫn nhập này, tức là chúng ta có hai ý thôi, ý ngắn và gọn thôi. Ý nghĩa xuất gia đối với chúng ta, xin thưa là chúng ta hạn chế cái bài thứ ba này trong cái phạm vi là từ xuất gia đến thành đạo. Ý thứ nhất của phần dẫn nhập là chúng ta nói tới ý nghĩa xuất gia đối với chúng ta. Ý thứ hai là ý nghĩa xuất gia đối với Tất Đạt Na. Hai cái này nó có cái gì khác biệt nhau? Đó là câu hỏi đặt ra. Bây giờ mình biết cái dàn bài cho xong, cái mình cống hiến cho quý vị đủ rồi, cái là chúng ta đứng và hồi hướng rồi ta về nha. Bây giờ mình giải thích sơ sơ thôi, để dành cho quý vị làm ăn sau này nha. Cái điều đầu tiên, khi đặt ra được hai cái vấn đề này thì các vị nhìn ra cái nặng và cái nhẹ của nó ngay. Cái khác biệt vô cùng giữa mình với Đức Thế Tôn. Ta xuất gia, dù ý nghĩa xuất gia có ba tầng nghĩa thế nào đi nữa, nhưng mà cụ thể là thế này: ta có pháp môn để tu, có con đường để đi theo, có bậc thầy dẫn đường đã khơi mở. Đại lộ rộng thênh thang, đường bay rộng thênh thang, tám bộ anh có bước được hay không mà thôi, có phải không? Thế nhưng mà xuất gia đối với Tất Đạt Đa ngày xưa, thưa các vị, đi vào một cái khu rừng rậm giữa 62 ngoại đạo mờ mịt trên cõi Ấn Độ, và bao nhiêu học thuyết, bao nhiêu truyền thống tâm linh có mặt, như một cái khu rừng mênh mông, không biết con đường nào cả. Do vậy cái sự khác biệt vô cùng, đó là cái điều thứ nhất mình có thể nhìn ra rất là dễ. Và từ cái điều này nó cho ta vài ý niệm về đời sống tu của chúng ta, nếu các vị quy chiếu vào tự thân các vị. Rõ ràng là mình phát nguyện trước thập phương chư Như Lai, luyện đời sống mình vào cái con đường tu tập. Đã có sẵn pháp môn của Đức Thế Tôn triển khai để hành trì, đã có một cái thế hệ tăng đoàn, nó có bề dày 26 thế kỷ đi ngang qua, tức là 2600 năm đi qua. Đã có một cái năng lượng lành của Như Lai còn có mặt trên hành tinh này. Chúng ta luyện đời mình vào trong Già Lam tự viện là chúng ta có cơm ăn, có áo mặc, có pháp tu, có chùa để ở. Và rõ ràng là mình không làm được, không tròn được trách nhiệm của người xuất gia của chính mình, như Đức Thế Tôn yêu cầu là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Thế thì mình là người bội ân với thập phương chư Như Lai. Đôi khi những cái ý nghĩa rất là gần như thế mà mình quên mất. Mình nghĩ là đời sống xuất gia vô đây rồi, qua ngày đoạn tháng cho vui. Rồi có khi mình hạ tâm bồ đề mình xuống, rất là tội nghiệp. Được chút lợi chút danh, thừa tự được sự nghiệp cái chùa, thừa tự được cái danh rất là hảo quyền, như là được cất nhắc lên làm chủ trì, được làm hòa thượng, được làm vân vân. Thưa các vị, rất là sai với tinh thần ban sơ của bồ đề tâm ta sinh khởi. Lủi đuổi một đời người qua nhanh lắm. Thế mà chúng ta đối với Đức Như Lai, chúng ta chưa tròn được cái nghĩa ban đầu là xuất gia, thế thì rất là có tội nghe. Càng hơn nữa là trong cuộc sống đời thường này, mình tu mà một ngày mình không tiến bộ, một ngày mình để cho phiền não sinh khởi, thế thì mình cũng là kẻ có tội rồi. Ăn cơm của thập phương chư Như Lai, Thế Tôn tặng cho chúng ta mỗi người một cái áo và một cái chiếc bát,
không nuôi tầm có áo mặc, không làm ruộng có cơm ăn. Thọ dụng của thập phương thí chủ nuôi dưỡng đời sống mình tu hành, thế mà mình để cho ngày qua ngày đoạn tháng không làm sáng được giáo pháp Đức Phật, không hoàn thiện được năng lực giác ngộ của chính mình là có tội. Trong khi đó thì người xưa đã đổ mồ hôi và nước mắt, đổ máu trên con đường đi để khai mở một cái con đường thênh thang cho chúng ta bước. Một cái câu nói người ta chúc nhau là sinh sống trong ánh hào quang của Đức Phật, mình nghe tưởng chừng như một cái câu chúc nó đầu môi, nhưng mà thưa các vị, chúng ta là những người đang sống trong ánh sáng giác ngộ của Đức Thế Tôn đây, đang sống trong cái phước của Ngài truyền lại cho thế hệ chúng ta. Các vị thử hình dung là nhìn gần thôi, chúng ta cũng đang sống trong cái phước của các vị thầy bảo bọc á. Đa phần Phật tử thương mến chùa, cúng dường, nuôi dưỡng, xây dựng già lam đều là những vị đã từng quy y với các vị hòa thượng trước thôi à. Còn chúng ta bản thân mình chưa có độ được người trẻ xuất gia nơi đây, chưa có làm người ta quy y Tam Bảo, thì chúng ta vẫn còn nợ với các bậc thầy. Thế mà mỗi một ngày mình không làm cho phiền não mình nó lắng đi, thế thì có tội. Tu mà vẫn còn phiền não trong tâm thức là có tội rồi, chứ chưa nói anh làm thêm cái chuyện gì cả. Luyện đời mình vào cuộc sống tu hành, hứa với lòng rằng là chấm dứt phiền não, chứ không có cái chuyện là hứa với lòng là tôi kiếm đủ cơm ăn, không có phải chuyện đó. Và trong văn học ở Hàn thôi, có những bài kinh thừa tự đó, nếu các thầy đọc vô thấy rất là cảm động, rất là kinh sợ nữa. Thế Tôn dạy là thừa tự pháp. Dù rằng một thầy vị kheo kia thăm Đức Thế Tôn vào một buổi chiều, dường như mình có dẫn cho các vị nghe câu chuyện đó rồi. Thế Tôn nói là ví thử như Như Lai ăn cơm còn lại, vị thầy vị kheo kia đói quá, lấy cái thức ăn của ta ăn để qua cơn đói, cũng không đúng nghĩa là một thầy vị kheo thừa tự pháp đâu. Có thể chết bỏ sinh mạng, thế nhưng mà người thừa tự pháp thì phải giữ tròn quy giới của Như Lai. Đó là mức độ cạn, mức độ thâm sâu. Và thưa các vị, rõ ràng là chúng ta kế thừa dòng chảy mạng mạch của Phật Pháp, phải làm cho Phật Pháp được hưng thịnh. Và thứ ba sâu hơn nữa là khi các vị học vào giáo lý rồi, các vị biết một điều là thân người khó được mỗi một hình hài năm uẩn, có tâm Phật bất động đang ngự ở trong thân năm uẩn của các vị. Các bậc thầy, các bậc cổ đức khơi mở cho mình biết cái con đường để vô, khơi mở cho biết cái gì là chân thật nhất nơi năm uẩn này, mà mình không có vo tròn đời sống mình lại để sống cho được với cái tâm Phật bất động của mình, thế thì mình cô phụ chí xuất gia đó. Đó là hai điều tự phần dẫn nhập này, nó có một cái gợi ý để cho chúng ta quy chiếu lại tự thân mình để sống với tu. Bằng không thì cả đời mình nhõng nha nhõng nhảnh rồi qua buổi hết à. Rồi người ta tệ hơn nữa, và đời sống tu sĩ bây giờ có khi họ bán linh hồn của họ, nói cái từ giống như kinh thánh đó, bán linh hồn cho quỷ. Mà đúng như vậy, mình phát tâm xuất gia rồi mà mình bán cuộc đời mình cho cái chuyện lợi chuyện danh rất là phù du, rất là nhỏ mọn, rồi mình bán đạo pháp, bán cả Đức Thế Tôn luôn. Đó là cái hiện tượng nó xảy ra. Cho nên chúng ta phải làm thế nào nhận ra được là cái con đường xuất gia của các bậc thánh ngày xưa là con đường mở một lối đi cho chúng sinh nơi cõi phàm phu này, làm hết bao nhiêu việc dọn dẹp trong gai để có một con đường rộng để chúng ta đi không có khổ nhọc. Và chúng ta thì đi trên lối đi của người xưa đã làm sẵn, mở giáo lý giác ngộ để cho mình nắm được, mình thực tập, thế mà mình còn phản bội với gia tài của Ngài. Do vậy cho nên mình nhìn vào cái phần đầu hai chữ xuất gia thôi, trân quý ý nghĩa sự xuất gia, nhìn lại mình để thấy là mình đã đủ hay chưa. Đó là ý thứ nhất, cái phần dẫn nhập gợi cho chúng ta. Cái phần nội dung thưa quý thầy là chúng ta có tới 5 vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là những nguyên nhân dẫn khởi. Mình ghi luôn 5 vấn đề để cho quý thầy theo dõi cho tiện. Vấn đề thứ hai đó là trên con đường tìm đạo. Vấn đề thứ ba chúng ta sẽ bàn đến vấn đề rất là quan trọng, đó là chứng đạo. Vấn đề thứ tư chúng ta đặt ra một câu hỏi cho nhau, đó là thật là gì.
Và cuối cùng là có một cái phần kết luận, đó là nội dung của cái bài thứ ba này. Tất nhiên mỗi một vấn đề chúng ta có những cái phần A, phần B và phần C, có khi nó thêm nữa, tối thiểu thì cũng được A và B. Không biết quý thầy ngồi từ phía xa như vậy rồi có thấy được không, có viết được không vậy? Họ viết cho được à, cái mai mốt rồi không biết đường viết bài đáng chịu. Tốt nhất là nên ngồi gần gần đây. Kỳ thực là lớp học của chúng ta ngồi như thế này thì nó không có đúng quy cách đó nha. Tại vì mình ngồi nghiêng nghiêng mình ngó lên, đúng là ngồi bàn ngang vậy mình ngó lên, nó đúng quy cách hơn. Nó có cái năng lượng của cái sự lắng nghe và truyền đạt hơn. Ngồi nghiêng nghiêng này quý cụ ngồi hơi ngủ mất. Điều thứ nhất, chúng ta đi vô cái phần A này, nó có những cái điều gợi ý như thế này. Cái gợi ý đầu đó là quá khứ. Có rất là nhiều nguyên nhân để người ta phát Bồ Đề Tâm đi tu. Nhưng mà cái nguyên nhân chính đó là cái sự quân tập của từng người, từng cá nhân, từng chúng sinh trong quá khứ của họ. Có khi là cái thiện nghiệp họ nó đầy, có khi là cái lý tưởng tu của họ rất là mạnh. Có khi gì nữa, có khi đó là những bậc tái lai. Tái lai nó có những trường hợp đó là do gì đạo quả chưa tròn cho nên họ tái lai. Thứ hai, họ muốn tái lai lại nhân gian này để thành tựu quả Phật. Trường hợp thứ ba, đó là những vị Bồ Tát họ chừa lại một chút hoặc nghiệp, tái lai lại cõi đời này để độ sinh. Và còn có một trường hợp khác nữa, đó là những vị Bồ Tát trợ giáo, tức là có mặt để yểm trợ giáo pháp Đức Thế Tôn, làm cho sáng giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nó có nhiều trường hợp như vậy. Mình cho một cái ví dụ để các vị thấy. Ví dụ như Ngài Quốc Sư Huệ Trung đó, đó là một vị tái lai à. Khi lục tổ hoằng hóa ở miền Nam Trung Hoa, ở Thiều Châu, Ngài sinh ra đời từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn, Ngài ngồi im lặng không nói năng gì hết. Mãi cho tới 6 tuổi, gia đình cứ tưởng là Ngài không biết nói. Bất chợt một hôm, có một vị hành khước tăng đi ngang qua trước nhà. Chưa tới nhà thôi, mới vừa qua cái đoạn cầu sắp sửa đi ngang qua nhà, thì Ngài rất là vui mừng, Ngài bước ra ngoài đón vị tăng nó vô nhà và nói năng một cách rất bình thường như đã từng quen biết. Thế rồi sau đó ông xin xuất gia. Vị tăng kia nói: ta không kham độ ông xuất gia, do vì ta chỉ là thiết luân thôi, còn kim luân pháp vương đang nằm ở miền Nam Trung Hoa, ông là người có duyên với các bậc kim luân pháp vương chứ không phải là thiết luân hay là đồng luân như ta. Và cái từ này không biết quý thầy nghe có lạ không, ai mà cái đọc tiệm trưởng thì biết kim luân pháp vương, kim dung hay nói đến kim luân pháp vương đó. Đùa thôi, nhưng mà thưa các vị, mình giải thích thế này. Ví dụ như cũng đồng thời là giảng pháp, thế nhưng mà chúng ta chỉ truyền đạt được cái mức độ bình thường của công dân giáo dục thì được gọi là thiết luân pháp vương. Mình ví dụ như thế thì nó rất là dễ hiểu. Truyền đạt được giáo lý kinh điển qua ngôn từ ngữ cú, giảng thích từ cú đàng hoàng, trích dẫn kinh điển rất là mênh mông thì gọi nó là ngân luân pháp vương. Tức là khá hơn cái trình độ thiết luân, là tức là tương đương với cái cúp bạc, cúp đồng rồi mới tới cúp bạc, phải không? Tức là dẫn người ta đi vào giáo lý nó khá hơn một tí. Thế nhưng mà chưa phải kim luân là sao? Do vì chưa có khiêu bật được Bồ Đề Tâm nơi tự thân của con người, chưa có làm cho anh quay về chính nơi anh nhận ra được cái gì là Phật của anh. Và trong từng chặng đường truyền đạt giáo lý, thưa các vị, cái con đường truyền đạt cao nhất đó là làm sao khơi dậy tâm Bồ Đề của từng người để họ có thể quay về chính họ, nhận ra Phật của họ, đó là kim luân pháp vương ạ. Còn bình thường thì chúng ta chỉ làm được mỗi một việc, đó là truyền đạt đạo đức giáo lý, loại trừ cái ác, phát triển cái lành, nuôi dưỡng thiện tâm và ham học kinh điển, làm cho cái khả năng hiểu biết tri thức về Phật học rộng hơn thì lên đến một cái trình độ ngân luân pháp vương, chứ không thể đạt được kim luân pháp vương. Đó là những cái từ mà chúng ta hiểu một tí. Rồi trở lại cái chuyện của Ngài Quốc Sư Huệ Trung, khi vị thiền khách kia nói là
ta không phải là Kim Luân Pháp Vương. Cái duyên của ông là về miền Nam Trung Hoa học với vị Kim Luân Pháp Vương kia, đó là lục tổ Huệ Năng đó, chứ không phải ta. Thế rồi ngài đủ tuổi lớn, tức là khoảng mười mấy tuổi thôi, cái ngài mới đi về miền Nam Trung Hoa đảnh lễ ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng nói: ta nói nhỏ cho ông biết, cái tướng của ông đó là bất động can qua, nghiễm nhiên là bậc thánh chúa tới 60 năm rồi. Có nghĩa là không cần tranh chấp, không cần dụng binh, không cần mưu lược gì cả, mà ông có khả năng làm vua 60 năm trên cuộc đời này là tổ gì mà bỏ cái phước lành nhân thế mà đi tu vậy. Đấy, giờ bạch ngài, cho con làm vua cõi trời, làm vị thiên đế từng thứ 33, con cũng không màng, con chỉ mong muốn làm một thiền tăng thôi. Sau đó thì lục tổ chấp nhận và khơi ngộ cho ông. Vì như cái điều này nằm ở trong tổ đường tập đó. Các thầy đọc vô tổ đường tập có cái phần này, có một hôm mình đọc mình nhớ như thế. Thế thì có những con người có mặt giữa trần đời này, thưa các vị, họ là nhân duyên nhiều đời tái lai lại để tu tập tiếp cho hoàn thiện cái đạo hạnh của họ. Có những con người có mặt giữa nhân gian, họ đến là vì tâm nguyện độ sinh của họ trải đầy, cho nên họ không thể bỏ chúng sinh ra trần thế này, họ tái lai trở lại. Một cái ví dụ dễ hiểu như thế này, trong luật Bồ Tát các quý thầy đọc rồi thấy, nơi nào có pháp hội, nơi nào có các bậc đạo sư, nơi nào có các bậc thầy giảng đạo, dù chúng ta có thể giỏi hơn vị thầy kia, thế nhưng mà vì làm cho chánh pháp Như Lai được hưng thạnh, được sung mãn, được chói sáng, cho nên mình tới đạo tràng đó mình học á. Ông thầy mình có thể dở hơn mình, thế nhưng mà ngồi rất là nghiêm trang để học giáo pháp. Đó là một trong nhiều hạnh Bồ Tát hạnh đó. Cho nên thưa các vị, đừng có lấy làm lạ khi trong hội trường hay là trong một hội chúng mà có những người giỏi hơn bậc thầy của họ, lớn tuổi hơn thầy của họ, thế mà vẫn quỳ, vẫn lại, vẫn đảnh lễ học. Nó là như vậy. Cái trách nhiệm, cái vai trò của từng người đến với hành tinh này nó là như vậy. Ví dụ như Văn Thù là thầy của 7 đời Đức Phật, thế nhưng mà phải đảnh lễ Đức Thế Tôn, học đạo với Đức Thế Tôn để làm tôn vinh giáo pháp. Rồi mình nhìn các đạo tràng, các vị đạo sư có mặt, mình thấy sao? Cái ông thầy đó mà lại ở trong cái chùa kia, ví dụ vậy, lại quỳ lại ông thầy nọ vân vân. Thưa các vị, có khi đó là những hạnh nguyện của từng vị Bồ Tát có mặt giữa nhân gian. Đó là những cái nguyên nhân từ quá khứ. Và trong kinh Di Ma Cật chú giải có một câu rất là hay là lưu hoặc nhuận sanh. Không biết các thầy có biết cái từ này chưa ha? Lưu hoặc, chữ lưu là giữ lại, hoặc có nghĩa là mê lầm. Nhuận sanh nghĩa là tái sinh lại giữa nhân gian, gọi là lưu hoặc nhuận sinh. Thay vì mình loại trừ hết phiền não hoặc nghiệp, tức là những cái vô minh hoặc lậu hoặc trần sa hoặc nó mỏng manh vô cùng như những hạt bụi lăng tăng, loại trừ sạch thì như diều đứt dây bay luôn không có trở lại. Thế nhưng mà các ngài vì đại bi tâm, cho nên giữ lại một chút mê lầm của bản ngã để có điều kiện trở lại cõi đời này làm công việc độ sinh. Đó là những vị Bồ Tát lưu hoặc nhuận sinh, đó là như vậy. Đó là chúng ta nói đến cái nhân quá khứ dẫn khởi đến những con người phát tâm xuất gia. B, đó là thâm đạt và trải nghiệm đời sống cho nên phát tâm. Thưa quý thầy, là nó có những cái ý trong phần này thế này. Nếu quý thầy khai thác thì khai thác ý thứ nhất thế này. Ý thứ nhất là những đời sống đi qua, có những đời sống có mặt trên hành tinh này và để cho cuộc đời của họ trôi qua một cách rất là phí phạm. Nhu cầu đời sống của họ nó ngang tầm với đời sống của những loài động vật, chứ không hơn được. Ăn nè, ngủ nè, làm cái công việc truyền giống cho thế hệ tương lai nè, rồi già rồi chết. Đó là một đời sống đi qua rất là tội nghiệp cho một kiếp làm người. Trong khi đó nguyên tắc của đời sống là cứ mỗi một kiếp sống anh phải có một cái gì đó để vươn lên, để học thêm. Cái dòng chảy luân hồi nó luôn bắt người ta phải cuộn tròn trong cái sự sinh và diệt. Và đi thuận dòng, thưa các vị, nó rất là dễ. Luyện mình vào đời sống tử sinh nó rất là dễ.
Nguyên tắc nó từ vật lý cho tới tâm lý nó đều như vậy cả. Cho nên cái điều đầu tiên mình nhớ đó là con đường xuất gia nó dành cho những người đi ngược dòng chứ không phải đi thuận dòng. Thuận dòng là theo lợi, theo danh, theo vật chất, theo phù hoa. Ngược dòng có nghĩa là loại trừ những cái điều phù phiếm giữa nhân gian này. Đó là cái ý thứ nhất. Và nếu mình không khéo thì mình luyện đời mình một đời trôi qua mất hút. Bình thường như bao nhiêu cuộc đời thế thôi, làm được một chút công đức lành để có mặt lại trong kiếp sau, để rồi giàu một chút, danh có hơn một chút, sống dai hơn một chút, khỏe mạnh một chút, hưởng cái điều kiện phú quý vinh hoa như cõi trời cũng còn rớt xuống thai, huống nữa là cõi nhân gian. Thì nói chung lại thế này, nếu ta không phát được đại tâm, vượt thoát cái con đường tiểu sinh, thì ta vẫn mãi là một kiếp người rất đời thường, đi quanh quanh trong cõi luân hồi thôi. Người nào muốn ra khỏi hành tinh này không phải dễ, do vì cái lực hút của trọng trường, mọi vật chất nó đều cắm rễ xuống ngay mặt đất này. Thế thì người nào muốn vượt thoát cái vòng xoáy luân hồi không phải dễ. Nó là cái nguyên tắc vận hành bắt mọi người chúng ta quay tròn vậy. Cho nên vừa sinh ra anh không cần học, anh đủ biết thế nào là giận, thế nào là buồn, thế nào là ái nhiễm, thế nào là sân si vân vân. Những cái thứ tâm thức đầy phiền não đó không cần học ai cả mà tự nhiên nó có rất là dễ. Thì từ cái đó mình nhìn lại, nếu mình không khéo thì đời sống mình chỉ là một đời sống đi trên con đường ngang thôi. Từ điểm A anh có mặt giữa trần đời nơi cái nôi, và chấm dứt cuộc đời anh nơi nắm mồ mà thôi, không hơn được. Đó là ta gọi là đời sống của chiều ngang. Ý thứ hai, có những đời sống thăng tiến. Mình chia ra, thứ nhất là đời sống bình thường, thứ hai là đời sống thăng tiến. Đời sống thăng tiến là thế nào? Họ có ít nhiều trải nghiệm trong cuộc đời, họ nếm được hương vị của hạnh phúc nè, nếm hương vị của khổ đau nè. Họ biết rằng cái con đường này là con đường quay tròn, con đường này con đường vượt thoát. Niềm vui nó không có mặt trong đời sống vật chất hay thủ đắc, mà niềm vui nó chỉ có mặt trong cái đời sống mình biết làm thế nào để chuyển hóa thân tâm của mình càng ngày càng vươn lên chiều cao, thì người đó có một đời sống thăng tiến. Tức là nó có một phần quán chiếu để thâm đạt và trải nghiệm đời sống. Và với người này, thưa các vị, họ bớt vị kỷ, họ có một cái tấm lòng vị tha. Họ thấy là niềm vui và hạnh phúc nó không phải là cái gì thủ đắc, mà là cái món cho đi, chứ không phải là cái sự thủ đắc về cho cá nhân họ. Dâng hiến cho người, hiến tặng cho người, làm bao nhiêu việc làm thiện cho người, có được niềm vui lớn hơn đời sống vị kỷ rất là nhiều. Nó biểu lộ được một tâm thức vươn lên đến chiều cao, đã có sự thăng tiến. Cái ý thứ ba nơi đây, đó là cùng một đời sống như nhau, cùng một đời sống, nhưng mà có người thì có khả năng quán chiếu, nhận biết và sống thâm sâu. Có người thì không học được gì khi họ cũng trải nghiệm ngần đó khổ đau, ngần đó hạnh phúc, ngần đó niềm vui. Một người mà có được một chút tinh tế của tâm thức ấy, thì họ nếm một hương vị của hạnh phúc, họ có cái năng lực quán chiếu để thấy nó rất là phù du. Và từ cái trải nghiệm của đời sống, người ta cũng đẩy tâm thức người ta đến một cái tầng giác ngộ. Còn nếu thực sự mình không có trải nghiệm, không quán chiếu được, thì thưa các vị, cho đến tuổi nào mình cũng không thể giác ngộ được cả. Mọi cái nó đều bập bềnh là một, nó phiên phiến trên cái mức độ cạn là hai. Thế thì sẽ không có cái mức độ xả ly nhàm chán gì để hướng cuộc đời mình về cái con đường tâm linh trọn vẹn được. Anh sống trong đời anh cũng cái kiểu nhàn nhàn, rồi anh vô đạo thì anh cũng cứ làng nhàng qua ngày. Đó là một loại đời sống phập phiều trên bề cạn mà thôi. Cho nên cùng là những trải nghiệm như nhau,
Thế nhưng mà sâu hay cạn, nó đòi hỏi cái năng lực quán chiếu, nhận biết tinh tế của anh nữa. Đó là ý thứ ba. Từ cái ý đó chúng ta có một cái nhận biết về mình như thế này. Thử quán chiếu lại tự thân. Khi mình nhìn lại mình sẽ có hai cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái lối sống của anh hiện tại là gì? Rồi anh đang đầu tư cuộc sống anh cho cái gì trong ngày mai? Cái điều này, thưa các vị, không ai trả lời giùm chúng ta được cả. Anh nhìn rõ tâm hành của anh ngay bây giờ ở đây. Mức độ cạn là lòng anh còn chất đầy tiêu cực, vị kỷ, nhỏ nhoi, phiền muộn, là biết rằng anh đang đầu tư một đời anh cho ngần đó chuyện, để anh quay tròn và đời sống anh xuống thấp. Cao hơn, anh nhận biết được là đời sống của anh, cái này sinh diệt, cái này bất sinh diệt, mà anh cứ luyện mình vào những cái sinh diệt thì biết rằng anh đang đầu tư anh trong con đường luân hồi. Còn nếu anh phân biệt được cái chiều sinh diệt, còn cái chiều này bất sinh diệt có mặt nơi tự thân anh đầu tư đời sống anh từng phút từng giây cho cái trạng thái tâm không sinh diệt, an trú trong đó, thì biết rằng anh đang đầu tư cuộc đời anh để vươn lên cao. Thế thôi. Đó là những gợi ý trong cái phần này. Tóm lại là nguyên nhân dẫn khởi xuất gia nó có hai phần. Một phần đó là những con người tái lai do quá khứ họ quân tập, cái nghiệp lành rất là dày. Ý thứ hai, cái phần B đó là người ta có thể thâm đạt và trải nghiệm, học được ngay nơi đời sống họ, để làm khởi phát cái năng lượng bồ đề tâm của chính tự thân từng người. Và thưa các vị, có khi mình xuất gia rồi mà mình chưa thực sự đẩy được bồ đề tâm của mình, mình chưa thực sự làm cho tâm bồ đề của mình mở rộng, do vì mình cứ sống phiên phiến trên cái chiều cạn của cuộc đời, mình không có làm cho mình đổi thay từng ngày, thế thì coi chừng chúng ta phản bội lại với bồ đề tâm ban đầu của chúng ta. Đó là phần thứ hai. Tất nhiên nó còn một phần nữa, đó là phần C. Chúng ta nói đến cái dũng khí kiên cường của người xuất gia. Có hai câu thơ mà trong cổ thi người ta nói đến cái dũng khí của người tu, chắc các vị có nghe chứ hả? Xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi. Có hai loại tướng trong triều đình vương quyền ngày xưa. Một là người tướng điều lý quân tình, tức là người trông coi về lĩnh vực quân sự. Một vị tướng đó là người quan văn. Hai cánh tay của nhà vua, một là tướng văn, hai là tướng võ, trông nom một đất nước. Mà cái việc làm của người xuất gia, hai cái vị kia, thừa tướng đương triều hoặc là những vị võ quan cai trấn ở miền biên ải, không có khả năng làm được. Cái chí lực, cái độ bền và cái tâm nguyện của một người tu á, nó cao hơn những vị tướng ở nhân gian gấp mấy lần. Phi tướng tướng chỉ sở năng vi. Rồi cái câu thứ hai, mình cung cấp cho các vị câu đó rất là hay, để lâu lâu các vị ngâm nga cho nó vui. Xuất gia giả thì tướng tướng gì sở năng gì. Câu thứ nhất này, quý thầy để ý là người ta đánh cờ đó, hai bên cờ cũng là hai ông tướng như nhau. Thế nhưng mà một ông tướng thì họ khắc cái hình cái chữ này. Ông tướng bên quân xanh, ông tướng bên quân đỏ, nó khác nhau. Đó là biểu lộ một là tướng văn, hai là tướng võ. Và cái người xuất gia đó không phải các cái vị tướng văn hay là tướng võ mà có khả năng làm được. Tức là ý lực của họ phải cao hơn những người lãnh đạo quốc gia rất là nhiều lần mới có thể làm được người xuất gia. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai cũng rất hay nữa. Thế phi dũng liệt trượng phu, giải thoát hán hà năng tham thử. Thế phi dũng liệt trượng phu, tức là nếu anh không phải là một kẻ trượng phu rắn rỏi, khỏe mạnh, cương nghị, có ý chí, giải thoát hán hà năng tham thử, thì anh không thể làm được con người đi trên con đường giải thoát. Tức là gì? Yếu yếu như bún không có tu được nha. Mình đừng tưởng nói năng gặp phiều vào phào
tâm thức nó bị gió xoay hướng này, gió đẩy hướng kia, mềm mại, nhẹ nhàng, không quyết đoán mà có thể tu được. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn tuyển tăng, thưa các vị, không phải là chuyện đùa. Bán nam bán nữ không đi tu được. Tâm thức mà nó có một cái chút gì trục trặc á, là nó do ảnh hưởng của thân sinh lý rất là nhiều. Và thậm chí mắt tai mũi lưỡi không hoàn thiện không tu được. Tại sao vậy? Do vì khi mà lục căn anh khiếm khuyết, tức là tâm lý anh nó có một cái phần gì đó nó không có hoàn thiện. Điều thứ nhất là biểu lộ cái phước nhân thiên anh không có đủ. Điều thứ hai, thân sinh lý tật bệnh thì tâm lý nó cũng ảnh hưởng theo. Thế cho nên một, nữ thì ra nữ, hai, nam ra nam. Chứ nếu mà nói thu nhận những người bán nam bán nữ vô thì khỏi cần giữ giới dâm, thế thì tu khỏe quá, nhưng mà kỳ thực không phải như thế. Cho nên cái câu này nó rất là quan trọng. Thế phi dũng liệt trượng phu, giải thoát hán hà năng khâm thử. Anh không phải là cái người có ý chí xuất trần, không phải có ý chí xung thiên chí đó, vượt thẳng lên trời cao, thì anh không có khả năng làm một người tu. Con đường tu nó đòi hỏi người ta phải chặt cánh tay dâng lên thầy mới có khả năng tiến đạo được. Từ cái điều này gợi ý để đi về cái chỗ này, không thôi mình nói lan man nó rất là xa cái điều của mình muốn chia sẻ. Dũng khí kiên cường của người xuất gia, chúng ta nói đến dũng khí kiên cường của Thái tử Tất Đạt Đa trong quá khứ, rồi chúng ta nhìn lại mình để thấy cái dũng khí của mình nó có gần bằng với Tất Đạt Đa hay chưa. Học lịch sử để quy chiếu về mình mà, nói người là phải nói đến ta, phải không? Chứ mình học cuộc đời Đức Phật để hiểu để cho vui, thế thì lợi ích chi? Cho nên thưa các vị là mỗi một đoạn, mỗi một điều chia sẻ trong đây đều phải quy chiếu về tự thân để khích lệ mình. Các vị nhìn thấy là cuộc đời một ông hoàng nè, sống trong điều kiện vinh sang nè, hầu non vợ đẹp, thế nhưng mà với ngài thì đó là những cái thứ ràng buộc. Và mình nghĩ đọc vô trong Đức Phật và Phật Pháp á, quý thầy đọc lại những đoạn này, mình muốn chia sẻ những điều nó không có trong sách thôi. Còn những điều có trong sách thì các vị đọc nó dễ rồi. Và mình nhìn trở lại cuộc đời Đức Phật, rõ ràng là cái điều kiện dục lạc, cái điều kiện vật chất, cái điều kiện quyền quy ngài có đủ. Ngài là người sẽ kế thừa vương vị của vua cha với tài năng, với trí tuệ, với khả năng của Thái tử Tất Đạt Đa. Ông có thể trở thành một vị chuyển luân thánh vương. Và cái từ chuyển luân thánh vương ngày xưa, ta nghe ta đừng tưởng đó là một vị vua trời gì cả, chứ không phải. Asoka được gọi là chuyển luân thánh vương đó, tức là có hùng tài đại lược, có khả năng thu tóm những cái vùng đất tiểu vương về thành một mối, thống nhất được giang sơn, gọi là những vị chuyển luân thánh vương. Đó là về cái năng lực tài ba, về khả năng đức hạnh. Thì những vị chuyển luân thánh vương là những vị trị dân bằng đức hạnh nhiều hơn bằng quyền uy, cho nên gọi là chuyển luân thánh vương. Điều thứ ba, vị chuyển luân kia có mặt và trị vì trên một vùng đất, một quê hương, thì cái tình trạng nghèo đói tự nhiên nó rất là ít xảy ra, thiên tai hoạn quả ít xảy ra, và kho lẫm nhà vua hay là kho lẫm của quần chúng tự nhiên rất là giàu có. Tóm lại là vị minh quân đó có mặt làm cho đất nước thái bình là một nè, phong nhiêu thịnh vượng là hai nè, và biên giới rộng là ba nè, nền văn minh của một quốc gia nó được dâng lên là bốn. Đó là những điều mình từ cái lăng kính đó để đánh giá những quốc gia có mặt trên hành tinh này. Chứ đừng nghĩ chuyển luân thánh vương đó là những ông vua đi trên xe báo giống như là trong kinh mô tả. Mình kéo cái điều đó nó gần lại đời sống mình để biết như vậy. Mình chia sẻ điều đó để nói là Thái tử Tất Đạt Đa có đủ điều kiện hội tụ để thành một vị chuyển luân thánh vương. Ngài ở trên cái điều kiện có dục lạc nhân thế, trên đỉnh cao của xa hoa. Thế nhưng mà ngài rủ một cách rất là nhẹ nhàng ra đi thôi. Chúng ta lượt ngang qua một chút về Tất Đạt Đa, rồi chúng ta nhìn lại mình coi mình rủ được bao nhiêu thứ. Mình đâu có điều kiện gì bằng một phần của Tất Đạt Đa ngày xưa. Thưa các vị, rõ ràng là đối với ta thì cái ý lực của chúng ta, thưa, nó rất nhẹ, nó rất là mong manh so với người xưa. Và
mình nhìn cái điều này để nhìn lại mình thêm một điều nữa là có khi mình rất là ngược với người xưa nữa. Có khi đời sống của mình ở ngoài đời, ví dụ như có những thầy họ nổi danh, họ trở thành những bậc thầy giỏi, họ rất là sợ người ta biết đến quá khứ khó nghèo của họ. Họ cảm thấy như là cái điều đó cần phải giấu giếm đi, nó làm cho hư diện mục của mình. Bây giờ mình trở thành một hòa thượng lớn, một người học hay, cho nên lè cái bằng cấp của mình nè, hoặc là thầy mình giỏi mình đem thầy mình lè thôi, mình không dám nói gì trong quá khứ của mình. Cái điều thứ nhất là nó biểu lộ tâm thức cầu danh của chúng ta cái đã. Thứ hai, mà tập tè đời sống sang cả một ông thầy, trong khi đó thì rõ ràng là đời sống trong quá khứ họ không phải là kẻ vinh sang. Thế mà họ có gan dày lên, đạp lên cái của cải vật chất của thập phương thí chủ để tạo hào quang chung quanh đời sống họ, để thấy họ là người sang quý, rất trái với Đức Thế Tôn ngày xưa. Trong khi đó thì các vị đi vào chiều sâu của cuộc đời Đức Phật, quý vị thấy một điều là Ngài từ ngôi vị vinh sang loại trừ tất cả những cái điều phù phiếm của nhân thế dục lạc, bước vào con đường tu là bước vào con đường của sinh năng và khổ hạnh. Còn chúng ta thì từ cái con đường nghèo khó của nhân thế bước vào chùa, bước vào con đường muốn càng ngày càng giàu có hơn, vật chất càng ngày càng nhiều hơn, cái sự thụ hưởng vật chất càng ngày phải càng cao hơn, nó rất là ngược. Đó là đôi điều mình nhìn lại cái chí khí người xưa, rồi mình nhìn lại mình để thấy mình còn phải cố gắng vô cùng vươn lên để mới có thể đạt được ít nhiều cái sự tiến bộ trong đời sống tâm linh. Đó là điều thứ ba mình chia sẻ. Còn 15 phút nữa à? Chắc chưa, cho quý thầy có những câu hỏi chứ không lẽ mình nói hoài sao? Có hỏi gì không? Tất nhiên là chúng ta có thể khai thác những cái điều mình nói mà không có ghi, có khi các thầy không có ghi chú. Trong cái phần này mình khai thác ba điều thôi. Mình hãy nhìn lại mình để thấy là chúng ta là những người đang dùng dần nửa ở nửa về, tấn thối lưỡng nan đi về lần đần, cái kiểu Tịnh Công Sơn hát đấy. Đi đến thì cũng không xong mà bước lui thì cũng ngần ngại, tu thì thấy thăm thẳm chiều trôi không biết chừng nào mới tới, bước lui lại thì bỏ đời sống tu hành về nhà làm cực khổ quá, làm sao còn sống. Trong khi đó thì đời sống của chúng ta đã được nuôi dưỡng, đã được cung kính, đã được cúng dường, nó đã quen với cái nề nếp như thế, cho nên hai chân đời thì không dám bước vô mà đạo thì không dám tiến bước, gọi là cái tình trạng dùng dần nửa ở nửa về. Giống như câu thơ trong Kiều đó, lúc mà Kim Trọng đó muốn dừng lại bên cạnh người đẹp là Thúy Kiều, thế nhưng mà tối rồi, dặm đường còn xa, và vô lý mình cứ ở đó mình nói chuyện hoài, thế cho nên đành phải đi về. Rồi người ở dưới thì cũng ghé theo, cũng nhìn mỏi mắt, người ở trên lưng ngựa thì dùng dần không muốn đi. Đó là tình trạng có khi không phải của Kim Trọng ngày xưa đâu, mà của chúng ta đắng đá chuyện nhân gian vẫn còn nhiều tham đắm, mà cũng muốn tiến trên con đường tu. Thưa các vị, hai cái con đường này nó không chung một lối đâu. Một là anh trở lui, hai là anh bước tới, không có cái chuyện dùng dần nữa ở nữa về. Và phải xác định rõ ràng là ta đang đi trên con đường nào, ta muốn làm gì đời sống của chính ta. Ta muốn dùng dần để rồi chìm trong cuộc tử sinh, hay là mình tiến bước trên con đường tu. Mà có một điều mình khuyên nhau như thế này, kỳ thực á, là người nào mà lỡ nếm hương vị của cuộc sống tu hành này, các vị không có con đường trở lui á nha. Tất nhiên mấy ông già đây thì tôi không nói làm chi, tôi nhắc mấy anh trẻ thôi. Già rồi thì trở lui cũng không còn được nữa. Thưa các vị, là 100 người hoàn tục, họ đều bất hạnh với cuộc đời nhân thế của họ. Chưa có một người tu nào hoàn tục mà sống đời sống hạnh phúc cả. Tại sao vậy? Cuộc đời anh giống như củ khoai, nấu nửa chừng mà nhắc xuống thì khoai đó sượng luôn, không có cách gì nấu chín lại được đâu. Tại vì anh đã nếm được cái giáo lý vô thường vô ngã, nếm được một chút hương vị Phật pháp rồi, cho nên anh trở lui lại nhân thế, anh có chìm ngập trong năm dục thì anh cũng không thấy hạnh phúc. Nó có một cái sự chán ngán ê chề nào đó, tự nhiên anh không thể vùi đầu vào đời sống như người nhân thế họ đã vùi đầu.
không muốn tiêu phí cuộc đời mình trong cái chuyện phù du. Điều đó thẳng như vậy. Cho nên chưa hề có một người nào hoàn tục mà hạnh phúc cả. Người ta bảo rằng do vì nghiệp, do vì xuất gia ăn của thập phương thí chủ rồi, về đời tự nhiên nó bị nghiệp trả. Nhưng thưa các vị, tự trong tâm lý của các vị đã là một loại, nó đeo đẳng, nó dìm cuộc đời các vị không thể nào vươn lên được. Đừng nói cái nghiệp gì xa, ngay tự tâm thức của ta nó đã như thế rồi. Cái sự phân mảnh tâm thức, anh ở trong nhân gian anh không biết gì về đạo, thì anh có thể luyện đời mình vô cái cuộc sống nổi chìm bon chen và dục lạc. Thế nhưng mà anh nếm hương vị Phật pháp rồi thì tự nhiên anh cảm thấy là cuộc đời những cái vui của nó rất là phù du, cái gì cũng phù du cả, đến mà đi cái nỗi chán sợ ê chề tự nhiên nó sinh khởi trong tâm thức anh thôi. Cho nên thưa các vị, là dẫn đến cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ là nhất khứ bất phục phản à. Một lần đi là không có trở lại. Nguyên tắc của đời sống tu nó là như thế. Cái câu này ở đâu quý thầy có biết không vậy? Đây là trích trong thơ của Thôi Hổ đó. Nhất khứ bất phục phản. Đọc cho quý vị nghe mấy câu thơ đó cho vui cái đã. Rồi cái chuyện học chuyện tới đâu cũng tới. Tích nhân dĩ thừa hoàng hạt khứ, có nhớ lại đâu. Thử địa không dư hoàng hạt lâu, hoàng hạt nhất khứ bất phục phản, bạch vân tiên tại không du du. Tình xuyên lịch lịch tháng dương thụ, phương thảo thê thê anh vũ châu. Nhật mộ hương quang hà xứ khứ, yên ba gian thượng sử nhân sầu. Và bài này tán đại dịch rất là hay. Một hôm đi ngang qua lầu hoàng hạt, người ta đồn rằng trên đỉnh của cái lầu kia ngày xưa có con hạt bằng đồng. Thế nhưng mà có một hôm có vị tiên nào đó, tức là ông Lữ Đồng Tân nhà ta, ông leo lên ông cởi mai mất. Cho nên cái lầu còn trơ vơ lại mà con hạt bay đi chơi và bay không về. Cho nên tản đà dịch cái bài này là hạt vàng ai cởi đi đâu, mà nay hoàng hạt riêng lầu còn trơ. Hạt vàng bay mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay. Hán dương cây tạnh sông bài, bãi xa anh vũ xanh đầy cỏ non. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Thú thật là bài thơ này mình chỉ thích có được có một câu này thôi mà mình học thuộc đó, chứ chẳng có chi mà mình ham thơ thẩn gì đâu. Thưa các vị, cuộc đời người tu chúng ta phải như thế này. Một lần đi là không trở lại. Một lần vẫy tay chào nhân thế, vẫy tay chào gia đình rồi thì các vị là những người chiến sĩ một lần như Kinh Kha đi ngang sông dịch đó, đi là chết. Thề rằng cuộc đời mình luyện và đời sống tu hành từ đây tới chết, mặc pháp phục Như Lai, ăn cơm Như Lai, ở nhà Như Lai, không hề có chuyện lẫn vẩn về nhân thế. Và có nhiều khi tôi thấy mấy thầy về thăm nhà, sao tôi hơi ngạc nhiên à? Tôi thấy sao người ta có khả năng về nhà bố mẹ mình mà ở 5-10 ngày, chuyện cũng hơi lạ. Đúng nguyên tắc thì thưa các vị, khi luyện đời mình vào Già Lam tự viện rồi, các vị cảm thấy thân thiết vô cùng, yêu mến vô cùng đời sống của người tu. Các vị sẽ cảm thấy không hạnh phúc lúc nào khi về nhà ai hết. Và thú thật, đi bất cứ nơi nào, trừ cái trường hợp cực chẳng đã, không có chùa, tôi mới có thể ở nhà một Phật tử. Chứ thông thường thì không có cái gì tuyệt vời bằng, thích thú bằng mình được ở một cái chùa cả thưa các vị. Mình phải làm thế nào làm trỗi dậy trong tâm thức mình cái niềm yêu mến Già Lam tự viện như thế, yêu mến đoàn thể tăng già như thế. Và cái điều gần nhất phải làm đó là hứa lòng rằng một lần đi thì không trở lại. Đó là khuyên mấy thầy trẻ, chứ mấy thầy già thì khỏi khuyên, đi không trở lại rồi. Và người ta có một câu khi nói đến sự xuất gia của Tất Đạt Đa, đó là thanh sơn đoạn thoát, tuyết lãnh tầm sư. Quý vị nhớ là nửa đêm leo lên lưng ngựa Kiền Trắc cùng với Sa Nạc vượt thành xuất gia, và chạy luôn một đêm như thế cho tới sáng lại vượt ngang qua dòng Aruma. Và sau đó thì đứng bên bờ sông, dùng cái gươm báo, con dao vàng của mình cắt lọn tóc, cởi hoàng bào, gửi cho Sa Nạc Ni mang về cho phụ vương, nói là ta đi lần này ta không có về, chừng nào tìm ra được đạo ta mới về thăm lại phụ vương.
Và trong văn học lễ sám người ta có những câu là nhất tâm đảnh lễ thanh sơn đoạn pháp tiết lãnh tầm sư bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, núi xanh cắt tóc nơi đỉnh tiết tầm thầy học đạo. Cái văn phong của kinh sám tục thương rất là hay, thanh sơn đoạn pháp tiết lãnh tầm sư. Và thưa các vị, tóm lại một điều thế này: Đức Thế Tôn ngày xưa nếu không có dũng khí kiên cường, thế thì ngài không thể vượt được cái vòng dây kiềm tỏa của phụ thân là một, người thương của ngài là hai. Tức là vượt thành thì dễ, nhưng mà vượt lưới ái trùng trùng không phải dễ. Chúng ta rời khỏi gia đình bình thường rất là dễ, nhưng mà tâm thức của chúng ta rời được đời sống gia đình để gắn liền mình vào đời sống tu hành được hay không, đó là chuyện thứ hai nha. Ngài Lai Quả trong Lai Quả Thiền Thất Khai Thị Lục có những câu hay lắm. Ngài nói là ngài phát nguyện là sống thì làm tăng của chùa Cao Măng, mà chết thì làm ma của chùa Cao Măng. Và các vật trong quá khứ như Quy Sơn thì ngài phát nguyện là tôi sống thì tôi ở trong Già Lam Tự Viện, chết thì đốt xương tôi để trong hũ cốt vậy, để trong tháp Phổ Đồng để ở chung với chư Tăng. Thế thì thưa các vị, mình nhìn người xưa, nhìn những cái nguyên nhân của họ và nhìn lại mình để biết rằng thực tế là trong quá khứ ta đã có gieo một chút duyên lành gì với tam bảo đó chứ không phải không. Ta đã khởi phát được Bồ Đề Tâm cho nên kiếp này mới luyện đời mình vào Già Lam để tu học. Thế thì hãy hứa với lòng rằng những ngày tháng qua thôi bỏ, bắt đầu từ hôm nay cho tới chút hơi thở cuối cùng và vĩnh kiếp trong tương lai, con chưa chứng được thánh quả để vượt thoát sinh tử thì đời đời sinh ra con xin phát pháp phục của Như Lai, làm đệ tử Đức Như Lai. Phải hứa với lòng như vậy, rất là kiên cường, và hứa với lòng rằng ngay trong hiện đời con phải xứng đáng là một người khoác áo của Như Lai, ở nhà Như Lai, ăn cơm của Như Lai. Chưa đoạn được phiền não lậu nghiệp thì tối thiểu mình sống ở trong Già Lam Tự Viện, mình không phải là người vung vãi, buồn giận, ghét thương, sân si, bực bội vào bất cứ huynh đệ nào cả. Hãy thanh tịnh hóa thân tâm mình để mình xứng đáng là một người ăn cơm, mặc áo, ngồi ở trong nhà của thập phương chư Phật. Và chúng ta dừng lại nơi có phần đầu những nguyên nhân dẫn khởi. Mới đi được một phần, còn 4-5 phần còn lại để dành ngày mai gặp lại. Dường như ngày mai, phải không? Hồi xưa quý thầy là chúng ta chắp tay mười hướng. Chúng sinh vô